Xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2023. Hiện giờ mình đang ở sân thi 66 đường Phổ Quang, phường 2 Tân Bình. Các bạn học viên hôm nay mình vẫn đi, mình và thầy Sơn, thầy Trường vẫn đi thi ở sát hạch hỗ trợ tại trường thi. Hiện giờ nội dung đang quay cho các bạn xem là tập xe miễn phí buổi thứ 3 có cảm biến chấm điểm tại sân thi. Tất cả các bạn sẽ được chạy từ 2 cho tới 3 vòng thi. Nội dung phần thực hành đó là nó bổ sung lại, review lại cái phần mà đã tập trước đó 2 buổi rồi. Bây giờ là mình sẽ tập thi thử để mình lấy tự tin trước khi mình đi vào phòng thi. Thì các bạn sẽ cảm thấy nó đỡ áp lực hơn khi mà mình thi thật. Nội dung hôm nay như thế này. Đầu tiên các bạn đi thi bằng lái xe thì mình phải mang theo căn cước công dân bản gốc, mặc quần dài, để khẩu trang y tế và một cây viết mực xanh để mình dành khai biên bản thi. Thì các bạn vô đây thì sẽ có các thầy hỗ trợ cho mọi người để mà nhận cái biên bản xác nhận, điền vô thông tin. Điền xong rồi thì mình sẽ ra sân để tập xe rồi mình sẽ vô trong để đợi thi lý thuyết. Một cái đề thi lý thuyết như vậy thì chúng ta sẽ có 25 câu làm trong thời gian 19 phút. Bạn thi đạt 21 trên 25 được quyền sai 4 câu hỏi, nhưng mà không được sai câu liệt, chỉ cần sai một câu thì sai cả bài thi. Cái dạng thi là thi trắc nghiệm trên máy vi tính, đó là cái nội dung của mình. Thi đậu lý thuyết thì mình mới được ra sân để thi thực hành. Cái sân tập ở đây thì hiện giờ đây là cái sân số 1, còn tí xíu mình sẽ thi ở sân số 2 nằm bên kia. Về cái loại xe thi thì các bạn thấy là mình thi cái xe quay Quay Alpha, rất là dễ chạy nha. Nó cũng lùn nữa, mình chống chân nó dễ. Cái ga nó cũng ổn, nó không có quá mạnh. Bốc quá mấy bạn, nói mà xe nó bốc quá rồi mình chạy nó cũng khó nữa. Cách chạy là chúng ta dùng số 3 làm hết bài thi, dùng số 3 làm hết bài, rồi dùng thắng chân, hạn chế dùng thắng đầu. Canh bánh đầu xét vạch ngoài, vào hình thì canh sát trái, ra hình cũng canh sát trái. Trong quá trình chạy thì đừng có nghiêng người nhiều quá, chỉ đánh lái bằng tay, thân người vẫn ngồi yên đó, nó sẽ thăng bằng. Ok ha, đó là những cái nội dung mà mình khi bạn thi đậu á, bạn phải chạy 4 bài thi. Số 8 đường thẳng quanh co gồ ghề, 80 điểm là đậu, dưới 80 là rớt. Bánh xe mà cán vạch thì bị trừ 5 điểm, chống chân là sẽ bị trừ 5 điểm. Có 3 loại bị lỗi trực tiếp, thứ nhất là đi sai hình, thứ hai ngã xe, và thứ ba cả hai bánh xe nằm bên ngoài hình. Thi đậu sau 20 ngày làm việc chúng ta sẽ có bằng. Đó là nội dung thi của bên mình. Các bạn đã đăng ký thì có thể liên hệ Tuấn, số điện thoại hotline là 0899660899 nha. Văn phòng của mình có hai địa chỉ, một cái ở quận 10 là 525-18 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, và 260 Phạm Văn Đồng, phường 1, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cứ có thể mang căn cước công dân qua là đăng ký được rồi. Còn mấy cái thủ tục khác còn lại thì đã bao gồm trong phí, tổng phí hết trơn luôn, đầy đủ luôn là 690 đối với bạn sinh viên và 720 đối với các bạn đi làm. Bên mình sẽ miễn phí chụp ảnh thẻ, miễn phí photo căn cước công dân. Các bạn khi đăng ký sẽ được các phí đó bao gồm phí khám sức khỏe luôn rồi. Khi đăng ký xong thì các bạn sẽ có lịch thi, tùy chọn có lịch thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Các bạn sẽ được học lý thuyết tại nhà qua cái mẹo YouTube mà mình sẽ gửi cho các bạn khi đăng ký. Và cái phần quan trọng là thực hành sẽ được tập xe 3 buổi, mỗi buổi là 2 tiếng nha. Ok, đó là nội dung tập của mình. Các bạn cứ theo dõi. Cảm ơn mấy bạn đã xem. Ai thấy hay cho một follow nha. Cảm ơn các bạn.